Kính thưa quý vị, Mariah Carey được tỷ phú Úc cầu hôn bằng nhẫn kim cương 35 carat. Tỷ phú sòng bài Úc James Packer vừa tặng một chiếc nhẫn đính kim cương nặng 35 carat làm nhẫn đính hôn với danh ca nổi tiếng của Hoa Kỳ Mariah Carey. James Packer, tỷ phú người Úc và là nhà điều hành một casino nổi tiếng, đã hẹn hò với ca sĩ đạt giải Grammy Mariah Carey gần một năm. Mặc dù đã đính hôn, nhưng cả hai vẫn chưa ấn định ngày cưới. Thông tin này được một người giấu tên chia sẻ, tuy nhiên người này cũng từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào vì việc hai người này đính hôn không được công bố rộng rãi ra công chúng. James Packer, năm nay 48 tuổi, đang sở hữu khối tài sản có tổng trị giá 3.7 tỷ Mỹ Kim. Ông là người giàu thứ tư ở Úc, theo bảng xếp hạng của Bloomberg. Ông là con trai của ông cố trùm sòng bạc và truyền thông Carey Packer. Hiện James Packer là chủ tịch của công ty Crown, một trong những tập đoàn nghỉ dưỡng tích hợp và giải trí lớn nhất ở Úc. Vào tháng 10 năm 2013, vốn hóa thị trường của Crown đạt 11 tỷ đô la Úc, tức 7.73 tỷ Mỹ Kim. Mỗi năm, các khu nghỉ dưỡng tại Úc của Crown thu hút hơn 25 triệu lượt khách. Crown cũng sở hữu 33.7% cổ phần tại tập đoàn sòng bạc Macau có tên là Melco Crown. Mariah Carey vừa là ca sĩ, người viết bài hát, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Hoa Kỳ. Carey đã giành 5 giải Grammy, 19 giải thưởng âm nhạc thế giới, 11 giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ và 14 giải thưởng âm nhạc Billboard. Hai trong số các đĩa đơn giành vị trí quán quân bảng xếp hạng của cô là We Belong Together và Hero. Ca sĩ Carey năm nay 45 tuổi đã có hai con, còn James Packer đã có ba con và đã kết hôn hai lần.